Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chơn Miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình chia sẻ là tô tường nhà vệ sinh nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc hàng ngày của các anh em thợ làm nha. Các anh em thợ làm có hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cô chú anh chị và các bạn. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi, mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc nha hàng ngày nha.